Chào anh em, thì trong số tuần này xem ảnh của ai, mình sẽ giới thiệu với mọi người một bộ ảnh mà đang nói về cái tình trạng khá là đáng buồn của Nhật Bản. Đó là những cái người già ở đây vì quá cô đơn nên họ phải ăn trộm những cái đồ ở trong cửa hàng để được vào tù, nơi mà họ có một cộng đồng để được sinh hoạt và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đất nước có dân số già nhất thế giới này đang phải đối mặt với cái thực trạng là những cái khiếu nại về bắt giữ liên quan đến người già, đặc biệt là phụ nữ thì đang cao hơn bất cứ nhóm tuổi nào khác. Cứ 5 tù nhân nữ ở trong tù thì lại có một người là người già. Và 9 trên 10 người già này thì họ bị bắt bởi những cái tội rất là nhỏ nhặt. Đó là cái tội ăn trộm đồ. Tại sao lại có những tình huống nó rất là đáng buồn như vậy? Thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì những người già này họ rất là cô đơn. Thống kê vào năm 2017 của chính phủ Tokyo cũng chỉ ra rằng là hơn 50% số người già bị bắt là sống một mình. Và những người này họ không có ai để trông cậy vào khi cần giúp đỡ. Và thậm chí kể cả những cái người mà họ có nhà để ở hay là có gia đình cũng cảm thấy mình như là người vô hình. Vì họ ở giữa các thành viên trong gia đình nhưng mà không cảm thấy đây như là nhà để họ có thể chia sẻ những câu chuyện của họ. Cái lý do thứ hai mà những cái người già này họ lại ăn trộm đồ để được vào tù, đó là bởi vì họ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Gần 50% những cái số người bắt là họ không có đủ tiền để tự trang trải cái cuộc sống của mình. Thì cả chính phủ lẫn những cái công ty tư nhân đều chưa có những cái giải pháp hiệu quả để giúp đỡ những người già này có một cuộc sống bình thường sau khi họ mãn hạn tù. Vì thế mà những cái chi phí để chăm sóc những người già ở trong tù đang tăng rất là cao. Thì có những cái người giúp việc lành nghề được thuê để giúp đỡ tù nhân ở trong tù trong việc đi vệ sinh hay là tắm rửa vì họ không thể tự chăm sóc cho bản thân. Và đến buổi đêm thì những cái người bảo vệ ở nhà tù thì lại đảm nhận cái công việc đó. Ở một số trại giam thì những người cai ngục lại trở thành những người điều dưỡng viên. Đây là hai cái lý do chính mà những người già này họ lại ăn trộm đồ cửa hàng để được vào tù. Và ở nhà tù thì họ được chăm sóc 3 bữa ăn dinh dưỡng trong một ngày và có một cộng đồng để họ nói chuyện và sinh hoạt cùng. Cái điều mà họ không thể tìm thấy khi ở một mình hay là ở trong gia đình. Cái bộ ảnh này được Shiho Fukada thực hiện bằng cách là cô ấy chụp ảnh những người già ở trong cái môi trường nhà tù và họ quay lưng vào ống kính để không lộ diện cái gương mặt ra. Ngoài cái bộ ảnh này thì Shiho Fukada còn rất nhiều phóng sự ảnh khác mà cô thực hiện cho các tờ báo lớn, ví dụ như là CNN, BBC, The New Yorker hay là New York Times, vân vân. Thì mọi người có thể xem thêm những cái dự án ảnh của cô ở trên website cá nhân mà mình có chèn ở trong cái bài. Hẹn gặp anh em trong số ảnh tiếp theo.